Bữa trước mình đã làm được hai ví dụ, hai cái dạng bài tập của bài số 1 là dòng điều hòa. Hôm nay mình làm dạng thứ ba. Em nhìn đây. Như vậy dạng thứ ba là dạng viết phương trình dao động điều hòa. Viết phương trình. Em đã biết một vật dòng điều hòa luôn có dạng như thế này. Phương trình dao động điều hòa có dạng x bằng a nhân cos của vat cộng cho phi. Đó. Phương trình nào cũng dạng này hết. Trong đó a, omega và phi là ba hàng số. Thầy nhắc lại luôn. A, omega là đặc trưng cho một dòng điều hòa luôn không đổi đối với một dao động xác định. A đặc trưng cho độ mạnh yếu, tức là cường độ của dao động. Omega đặc trưng cho tính nhanh chậm của dao động. Còn phi là pha ban đầu biết rồi, phụ thuộc vào trạng thái ban đầu, tức là vị trí và chiều chuyển động ở thời điểm ban đầu. Đó. Và cái dạng bài tập số 1 là trạng thái mình đã nói rồi, đã làm bài tập rồi. Cho nên là chữ phi này mình đã quen rồi. Phải không ạ? Vậy bây giờ viết phương trình dao động điều hòa là nhiệm vụ tìm A, tìm omega, tìm phi. Theo dữ kiện đề bài đã cho, ráp vô phương trình là xong. Đó. Cái dạng này đơn giản với em. Nhưng đề thi đây là cũng có. Từ viết phương trình của một bộ dòng điều hòa tổng quát, rồi sau này em sao? Của con lắc lò xo, của con lắc đơn, rồi của mạch dao động, rồi của dao động dòng điện xoay chiều, luôn luôn có, nó lặp đi lặp lại. Hoặc là của sóng cơ nữa. Đó. Cho nên chú ý cẩn thận giùm thầy. Rồi. Như vậy viết phương trình có nghĩa là tìm ba đại lượng A, omega và phi. Ở đây mình tìm A trước. Em nhìn đây. Tìm A. A là biên độ. A là biên độ, tức là lý độ cực đại bằng L max trừ L min tất cả chia 2, hoặc là bằng L chia cho 2. Với L gọi là chiều dài quỹ đạo. Ví dụ tao mô tả như này. Một con lắc lò xo dòng điều hòa có chiều dài biến thiên từ 20 cho đến 30 cm, thì L max là 30, L min là 20. Vậy chiều dài quỹ đạo của nó là từ 20 đến 30, một đoạn là 10 cm. Giờ em muốn tìm biên độ L max trừ L min chia 2, 30 trừ 20 chia 2 bằng 5, hoặc là 10 chia 2 bằng 5. Đây là như nhau, được chưa? Người ta mô tả bằng lời như thế. Hoặc đề bài cho như này. A bằng V max chia cho omega, hoặc bằng là A max chia cho omega bình phương. Mô tả vậy. Một vật đang đứng yên tại vị trí cân bằng cung cấp cho nó vận tốc là bao nhiêu đó cho nó dòng điều hòa, thì vận tốc tại vị trí cân bằng chính là V max. Em tìm omega chia thì sẽ ra A. Hoặc là một vật dòng điều hòa khi đến vị trí biên, hoặc là vị trí giới hạn, hoặc là vị trí xa vị trí cân bằng nhất thì có gia tốc, thì những câu đó là những câu nói lên gia tốc cực đại đạt ở vị trí biên mình nói rồi, thì em đem chia cho omega mình sẽ ra A. Cái này mình biết rồi. Hoặc là cho luôn một cặp x và v tại cùng vị trí,
hoặc cùng thời điểm, thì A này sẽ bằng là x bình cộng cho V chia cho omega tất cả bình thôi. Đó, công thức tọa độ thời gian mình đã làm ở dạng số 2 rồi. Đó, như vậy tìm A ngoài những công thức này 1, 2, 3, 4, 5. Thực ra trong đề bài nó sẽ có nhiều cách, nhiều cách để mô tả. Thì khi đề bài mô tả, em phải đọc xác định dùm thầy coi chỗ nào là V mất, chỗ nào là I mất. Thực ra quan trọng nhất vị trí biên là vị trí mà có tốc độ bằng không. Vị trí cân bằng là vị trí có tốc độ cực đại. Vị trí biên thì độ lớn gia tốc lại cực đại. Xác định những vị trí đó thì sẽ giúp cho mấy em nhìn được những cái đại lượng này là ít có nhầm lẫn. Được chưa? Thì ở đây là những công thức cụ thể mà thầy ghi ra. Rồi sau khi làm nhiều ví dụ hay nhiều bài tập, mình sẽ tìm thêm ra sao. Đó, chứ không phải như đây là hết đâu. Rồi, vậy tạm thời tìm ngay thế này. Tiếp theo, tìm omega. Đó, tìm omega. Omega mình biết rồi, nó bằng là 2B chia cho T hoặc bằng 2B nhân cho F. Đúng rồi, ở phần các đại lượng mình nói rồi. Vậy tìm omega nếu đề bài cho T hoặc cho F thì đơn giản quá. Nhưng mà thực tế đôi khi nó cho vậy nè. Vật thực hiện được n dao động trong thời gian là delta t rồi đó, thì em nhớ gì? Chu kỳ t là thời gian vật thực hiện một dao động. Đôi khi bây giờ cho n dao động trong thời gian delta t thì em tìm thời gian thực hiện một dao động. Thời gian thực hiện một dao động chính là chu kỳ t, thì bằng tổng thời gian là delta t chia cho n. Phải không ạ? Đôi khi đề bài nó gài cho như thế này. Đó. Rồi, nhớ dùm chu kỳ t đơn vị là giây. Thì delta t đôi khi nó cho là 1/3 phút, 2/3 phút gì đó, 2 phút gì đó. Em đổi ra giây dùm thầy, không đổi ra có gì sai. Được chưa? Rồi, em nhìn lại đây. Như vậy A, omega là hai đại lượng đặc trưng nha, đặc trưng. Dù bạn A, bạn B, bạn C, bạn D, bạn nào làm thầy không biết, nhưng mà có thể dẫn đến cái phi là khác nhau, nhưng mà A và omega bắt buộc phải giống nhau, đó là đặc trưng đấy. Còn bây giờ phi, những cái chương trình trước đó thì chữ phi này đề bài là cho em tự chọn. Em tự chọn gốc tọa độ, tự chọn gốc thời gian, rồi em tự tìm phi. Nhưng mà từ khi ra trắc nghiệm tới bây giờ thì cái phi này lại là cái người ta gài. Người ta cố tình chọn gốc tọa độ và chọn gốc thời gian để cho em tìm ra phi bằng công cụ toán học. Đó. Như vậy, bây giờ với cái tìm phi mà đề bài gài mấy em, họ sẽ gài như thế nào đây ạ? Nhìn đây. Tìm phi, thầy nhắc lại. Phi là pha ban đầu, mà pha là trạng thái. Trạng thái thì gồm có một vị trí và một chiều. Cho nên khi đề bài cho em tìm phi, người ta sẽ cho em tại t bằng 0. T bằng 0 đề bài còn nói là tại thời điểm gốc, tại thời điểm ban đầu, đó chính là t bằng 0. T bằng 0 đề bài sẽ cho em cụ thể là x sẽ bằng một x zero nào đó, vật đang có ly độ, đang có tọa độ zero đó và đang chuyển động chiều như thế nào đó, là cái v zero ban đầu như thế nào đó, như thế nào đó, như thế nào đó. Đây có nghĩa là đang chuyển động theo chiều dương hoặc theo chiều âm. Được chưa ạ? Rồi,
Giờ với t bằng 0 em nhìn đây. Có điều này. Ở dạng số 1, xác định cái đại lượng và trạng thái mình có nói rồi, t bằng 0. Muốn tìm x zero, mang thay lại phương trình. Vậy phương trình cuối cùng nó bằng là a nhân cos của omega nhân 0 cộng cho phi. Phải không ạ? T bằng 0, bằng thầy một. Rồi, V0 như thế nào đó? Và ở đây là nhớ nè, thầy đã nói V luôn trái dấu với sin. Cho nên lúc này thầy ghi lại cái sin của omega nhân 0 cộng phi như thế nào đó. Nhớ nè, V0 thì trái dấu với sin của omega nhân 0 cộng phi, trái dấu. Chỗ này nếu như là t0 đó thì thay là t0 luôn luôn như vậy đó. Vậy bây giờ ở đây mình ghi lại, tiếp tục suy ra omega nhân 0 bỏ đi, còn là x0 bằng a nhân cos phi. Như vậy suy ra được cos phi bằng x0 chia cho a như thế nào đó. Rồi sin phi như thế nào đó. Ở đây omega nhân 0 bỏ đi rồi, vậy sin phi lúc này sẽ trái dấu với V lần đầu. Nếu như đề bài cho V chỉ là phải chiều dương thì em sẽ suy ra được sin phi sẽ sao. Nếu như sin V mà âm thì sin phi sẽ dương. Được chưa? Rồi nhìn đây. Với phương trình lượng giác này, cos phi bằng x0 chia a. Hay lấy ví dụ vậy đi, cos phi bằng 1 phần 2. Em dễ dàng suy ra được cos phi bằng cos của pi chia 3. Ý 1 phần 2 bằng cos pi chia 3. Rồi về mặt toán học em sẽ giải ra là phi sẽ bằng cộng trừ pi chia 3 cộng cho k2pi. Phải không ạ? Còn ở vật lý thầy chỉ cần lấy hai cái cung đầu tiên thôi, phi bằng cộng trừ pi chia 3. Bởi vì sau đó nó sẽ lặp lại, nó ra cái họ nghiệm của phương trình, thầy không cần thiết. Chỉ cần lấy giá trị ban đầu. Cho nên ở cái phương trình là cos phi bằng x0 chia a, thầy dễ dàng suy ra được phi sẽ bằng cộng trừ một cái giá trị nào đó, đúng không? Hoặc là cộng trừ phi 0 nào đó, đúng không? Hai giá trị này thì dựa vào sin phi, dựa vào sin phi thầy sẽ chọn được phi, chọn được phi 0. Hai giá trị này sẽ loại bớt một giá trị đi. Đó. Rồi. Vậy tìm phi thông thường, thông thường đề bài cho tại t bằng 0 thì xác định trạng thái ban đầu để tìm phi. Còn nếu không có thông thường, đề bài nó vẫn gài là tại không phải là thời điểm ban đầu thì làm sao đây ạ? Đề bài cho tại t bằng giá trị t0 nào đó thì rõ ràng x0 lúc này phải thay vô nó bằng là a nhân cos của omega t0 cộng cho phi. Rồi V0 như thế nào đó? V0 là như thế nào đó? Và cũng phải tự hiểu là V0 sẽ trái dấu với sin của omega t0 cộng cho phi. Đó, trái dấu đó. Rồi khi mà trả về được cái dạng này rồi sẽ trở về dạng số 1 của mình. Dạng số 1 là xác định trạng thái. Tới này là giải phương trình lượng giác ngược trở lại, bắt buộc không có cách khác.